Tiếp theo chương trình văn nghệ, kính mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương với bài hát Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh qua tiếng hát của hai bạn trẻ Đan Quỳnh và Hùng Việt. Thank you.
là phố Trần Phú. Đây là phố Hà Trung, chuyên bán đồ điện gia dụng. Phố Phụng Hưng. Đây là phố Hàng Bông. Cấm Chỉ. Phố Cấm Chỉ ha. Tống Duy Tân, Hà Nội. Chuyên về ẩm thực. Chạy đoạn vòng lên coi. Nhỡ rồi, nhỡ rồi. Wow, vui quá. Cái này là ra Hàng Bông. Đường ngang với đường nhánh đó là hết đúng không? Dạ. Đây có cái bảng. Là hướng dẫn hay dẫn khách hay nói khách tối ra đây á hả? Dạ vâng. Ai cua lại được rồi đấy. Đi ra đường lớn rồi nha. Dạ. Điện phủ. Bên này là cái ga rồi. À, ga Hà Nội hả? Dạ vâng ạ. Ga mà cổng mình vẫn tiến khách đi Sapa là đường Trần Quý Cáp. Dạ. Ngày xưa nhớ tiễn ga 3-4 giờ sáng kinh nha. Ý về đón á. Đón. Tiến thì muộn nhất thì tầm 9 rưỡi. À, có những buổi như là nhỡ tàu về đây muộn có không? Có chứ ạ.